Chào tất cả anh em nhá. Tiếp theo phiên bản rất là thành công của Đông Phương Bắc Tin thì ngày hôm nay thì mình sẽ review đến cho anh em xem một trong những cái sản phẩm đốc cổ thấp mà được rất là nhiều những anh em yêu thích và cũng rất là mong muốn G2 Store sản xuất để phục vụ tất cả anh em. Đó, mình sẽ đập hộp luôn. Bên trong gồm có một cái voucher giảm giá này, một phiếu bảo hành 12 tháng được tặng kèm cho là một đôi tất, một chiếc dây lưng da. Đó, và mình sẽ đập hộp luôn cho anh em xem cái sản phẩm đốc này. Đây, sản phẩm siêu phẩm Dr. Martin, hàng nhập. Trước tiên thì mình sẽ nói sơ qua cho anh em xem về cái sản phẩm này. Thứ nhất là về cái bề mặt, nó vẫn được sản xuất bằng lựa chọn bằng những cái tấm da gọi là liền mặt luôn, những cái tấm da rất là được tuyển chọn. Đó, phần đế thì vẫn được làm từ đế đốc rất là cao su, tức là đây là một sản phẩm đế gọi là đúc rất là mềm. Đó, chất da rất là đẹp, bền chắc. Đó, bây giờ thì mình sẽ lót lòng bên trong rất là đẹp. Dr. Martin, mình sẽ review đi lên chân cho anh em xem là cái sản phẩm này đi lên chân form dáng của nó sẽ như thế nào. Cái cảm giác của mình cầm vào cái sản phẩm này thì nhất là cái bề mặt, cái chất da của nó rất là đẹp, dày dẫn. Nó không bị nhăn cũng như là cảm giác rất là dày và chắc chắn. Mình sẽ review đi lên chân luôn. Với cái mùa hè này ấy, thì thường thường là rất là nhiều những anh em chúng ta đi cuộn bò. Đó, thì chúng ta diện những cái sản phẩm đốc này thì cực kỳ là chất và phù hợp rồi. Đó, khi mà mình đi lên chân thì nhìn nó rất là ôm chân và đẹp. Mình sẽ review qua một chút thôi thì hôm sau thì mình sẽ có một cái clip mà review chi tiết hơn cho anh em xem. Đó, đây là khi mà mình đi lên chân kết hợp với cả quần bò. Anh em tưởng tượng nếu mà mùa hè này chúng ta đi những cái sản phẩm đốc như thế này và đi kết hợp với cả quần bò nữa thì nó sẽ rất là khỏe khoắn và năng động. Ngoài ra sản phẩm đốc thì được rất là nhiều những anh em con trai và đàn ông lựa chọn đi gọi là khắp bốn mùa luôn, chứ không phải là chỉ có mùa đông hoặc là mùa hè. Đấy, anh em xem này, nhìn đi lên form dáng chân rất là ôm. Nó từng cái đường nét của nó rất là sắc nét, chất da thì rất là dày dẫn, ấn xuống không bao giờ bị nhăn hay là gì cả. Với cái sản phẩm này thì anh em có thể đi được vài ba năm. Đấy, bên G2 bảo hành cho anh em về cái chất da cũng như là về chất lượng của sản phẩm ít nhất là trong vòng 2 năm luôn. Đó. Đấy, nếu mà anh em có thể thích kết hợp thì chúng ta có thể sắn thêm một chút, ví dụ như là chúng ta đi thả một số được, mà khi chúng ta mùa hè thì anh em chúng ta có thể đi sắn quần lên một chút thì cảm giác nó rất là khỏe khoắn và năng động. Đó. Sản phẩm này thì đang được sale mở màn sale cho anh em bán với mức giá rất là tốt, 570k. Tại G2 Store anh em sẽ được tặng kèm theo là một chiếc dây lưng da này, một đôi tất. Đó, và một cái voucher giảm giá 50k cho lần mua hàng tiếp theo. Đó, anh em mua hàng thì hãy để lại ngay comment ở phía dưới clip cũng như là số điện thoại và địa chỉ. Ở bên mình sẽ có nhân viên chăm sóc khách hàng liên hệ tư vấn cũng như là lên đơn hàng và giao cho anh em. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những review tiếp theo.